Theo CDC Hà Nội, số ca mắc tay chân miệng tuần qua là 141 ca, gấp đôi so với những tuần cuối tháng 8 và đầu tháng 9. Số ca mắc hầu hết là các ca tán phát, không ghi nhận ổ dịch phức tạp. Như vậy, trong 9 tháng năm 2023, Hà Nội ghi nhận gần 1.800 ca mắc tay chân miệng, tăng 1,2 lần so với cùng kỳ năm 2022, nhưng chưa ghi nhận ca tử vong. Ngoài ra, thành phố cũng ghi nhận 43 ổ dịch tay chân miệng trong 9 tháng và còn 3 ổ dịch đang hoạt động. Theo đánh giá của CDC Hà Nội, thời tiết chuyển mùa, mưa nắng thất thường kết hợp với việc học sinh quay trở lại trường học sau thời gian nghỉ hè sẽ khiến số ca tay chân miệng có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hưởng ứng tháng hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam năm 2023. Trong tháng 10, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thăm khám chữa bệnh miễn phí cho toàn bộ người cao tuổi trên địa bàn thành phố. Trong suốt tháng 10, ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu 100% bệnh viện đa khoa thành phố, đa khoa khu vực quận huyện, trung tâm y tế tổ chức thực hiện khám sức khỏe, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi tại địa phương. Người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên sẽ được khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ quản lý sức khỏe, tư vấn điều trị bệnh thông thường miễn phí. Với người cao tuổi sức yếu, đi lại khó khăn, người cao tuổi từ 100 tuổi trở lên thì tổ chức khám tư vấn sức khỏe tại nơi cư trú tùy theo tình hình thực tế tại bệnh viện. Các bệnh viện chuyên khoa của Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ tăng cường tổ chức các đợt khám chữa bệnh nhân đạo cho người cao tuổi nghèo khó, sống ở khu vực nông thôn, bị khuyết tật, không có lương hưu, bảo hiểm xã hội.